Sáng ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m, thuộc tầng một bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga, đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Sau đó, lửa cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Thông báo từ Công an Hà Nội cho biết, trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13 tháng 9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Ngay trong tối ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với chủ chung cư mini này. Sáng ngày 20 tháng 9, Hội nghị tổng kết công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức. Mô hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương cũng công bố nội dung bước đầu của phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025. Mục đích tổ chức thi là nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Về môn thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó, có một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn. Nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hình thức thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Về thời gian tổ chức thi, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định khung thời gian tổ chức thi sẽ tập trung vào tháng 6, khoảng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp là kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có 42.256 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Trong đó, có 37.766 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, 4.490 cơ sở do Công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Các loại hình trên phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng, hoặc cấp phép một đằng nhưng thực tế thi công một nẻo, vi phạm về quy mô xây dựng, sai công năng được cấp phép, không đảm bảo yêu cầu cứu nạn cứu hộ, không chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Trong hội nghị triển khai cấp bách các giải pháp về phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo về giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy với loại hình kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Trong thời gian từ nay đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Tối ngày 19 tháng 9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc trên tàu cá ở ngư trường Trường Sa về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.
Trước đó, khi tàu của ngư dân cách thành phố Nha Trang 207 hải lý về hướng đông bắc, ngư dân này bị tai nạn lao động, ngã từ trên giàn câu xuống, phần đầu bị va đập mạnh, dẫn đến đau đầu dữ dội, sưng phù đỉnh đầu, sức khỏe yếu. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau khi tiếp cận được tàu cá, tổ y tế trên tàu xa 273 đã chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngư dân trên, đồng thời nhanh chóng chuyển hướng tàu vào đất liền. Qua tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ, nạn nhân được khẩn trương đưa vào bờ để điều trị, tránh chuyển biến xấu, nguy hiểm tới tính mạng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất đơn vị tư vấn nghiên cứu đưa hệ thống đường sắt đô thị, metro, kết nối các đô thị lớn, các cảng hàng không trên địa bàn Đồng Nai vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đề xuất phương án kéo dài tuyến metro số 1. Trong đó, đoạn về Đồng Nai dài 18,3 km đi trên cao chia làm 3 đoạn. Dự định xây dựng một nhà ga tại khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1 với mô hình quảng trường nhà ga. Kết nối với tuyến đường sắt nhẹ sân bay Long Thành, đảm bảo kết nối giao thông về đường sắt giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tuyến metro số 2 cũng xuất phát từ nhà ga khu công nghiệp Biên Hòa 1 đi qua khu vực Cù Lao Hiệp Hòa, đi xuyên trục vào trung tâm thành phố Biên Hòa để kết nối với sân bay Biên Hòa hiện đã được quy hoạch để khai thác lưỡng dụng.